Xin chào quý vị và các bạn. Để làm lăng mộ đá trên thị trường hiện nay ấy, thì đang có hai cái dòng đá chính. Một là đá xanh rêu. Cái đá xanh rêu là giống như trước mắt quý vị và các bạn đang nhìn thấy này. Hai là đá xanh đen. Đây, cái đá xanh đen là cái đá ở phía đằng sau này này. Đây, em quay như thế này để cho các bác nhìn rõ cái màu của nó nhá. Cái đá xanh rêu là cái bên này, cái xanh đen là bên kia. Thì mỗi một loại đá này nó cũng có những cái ưu điểm và những cái nhược điểm khác nhau. Và muốn nói gì thì muốn, chọn đá nào thì chọn, thì các bác cũng phải lấy đặt lên cái tiêu chí hàng đầu, đó là cái chất lượng đá nó phải là những cái loại đá tốt, nó đảm bảo được rằng là cái phần mộ hay là các cái sản phẩm mình đặt ấy nó không bị nứt vỡ theo thời gian. Và đối với cái dòng đá xanh đen mà như quý vị và các bạn đang nhìn thấy ở đây ấy, thì nó có một cái ưu điểm, đó là cái dòng đá này khi mà đánh lên thì cái độ tương phản giữa cái chỗ mà mình đánh và cái chỗ mà thô này là nó sẽ khác biệt rõ rệt. Ví dụ như chỗ này nó đen thì chỗ này nó trắng. Thế nên các bác nhìn các cái phần hoa văn thì trông nó sẽ rất là nổi. Nhưng mà cái nổi này ấy, thì cái sự khác biệt về màu này nó chỉ được khoảng tầm thời gian đâu đó một năm thôi. Nhưng mà để ra ngoài trời ấy, khi mà chịu tác động của nắng mưa ấy, thì nó sẽ về màu thực tế, thì nó sẽ về cái màu như thế này. Chứ nó không đen mãi như thế này được. Chỉ có những cái vị trí nào, ví dụ như các bác đi chùa mà các bác thấy ở chân những cái pho tượng ở chùa Bái Đính chẳng hạn, mà chỗ mà mọi người cứ sờ tay vào như thế này ấy, thì cái mồ hôi ở trên tay với lại được sờ nhiều thì lúc nào nó cũng nhẵn bóng như thế này, thì trông nó đen được. Nhưng mà nếu một thời gian mà không có cái sự tác động vào thì nó lại trở về cái màu thật của đá là cái màu này. Đấy. Còn đối với chất liệu đá xanh rêu này thì nó có một cái ưu điểm là như này. Tức là cái đá xanh rêu này nó cứng hơn, nó dai hơn đá xanh đen. Nhưng mà ở cái dòng đá xanh rêu này thì là nó hạn chế cái việc là bị nứt vỡ ở công trình về sau hơn. Tại vì do cái đặc tính của nguyên liệu và hai nữa là do cái phương pháp khai thác thì cái đá xanh rêu này nó cũng hạn chế được những cái việc đó. Và đương nhiên rồi, đối với lại những cái sản phẩm mà cùng một cái mẫu mã, cùng một kích thước mà được làm bằng hai loại đá khác nhau thì đương nhiên là cái đơn giá nó cũng khác nhau. Và đá xanh rêu thì nó sẽ cao hơn, nó sẽ cao hơn một chút là đá xanh đen. Cái cao hơn ở đây là nó là do cái nguyên liệu đổ vào nó cao hơn, và vì đá nó cứng hơn, thế nên là cái việc mà gia công chế tác ấy nó cũng tốn thời gian, tốn nguyên liệu và nhiều nhân công hơn, thì cái giá nó sẽ cao hơn một chút. Nhưng mà cơ bản nhất thì như cái quan điểm làm việc của Đá Mỹ Nghệ Anh Quân ấy, thì các bác chọn đá nào cũng được, nhưng mà bọn em luôn đặt cái tiêu chí chất lượng lên hàng đầu. Tức là nếu mà các bác làm bằng đá xanh đen cũng được, thì bọn em cũng phải chọn đá làm sao cho nó tốt nhất. Chứ còn mình cũng không muốn là làm những cái sản phẩm nó mang cái tính chất là cho nó xong, nó à ơi, một thời gian mà khách hàng phản hồi lại là cái sản phẩm nó thế này thế kia thì cũng cảm thấy là nó không vui. Thế nên là bọn em luôn luôn chú trọng đến cái việc là lựa chọn cái phôi nguyên liệu đầu vào rất là kỹ. Nếu như các bác xem nhiều video của Đá Mỹ Nghệ Anh Quân thì sẽ thấy rằng trong xưởng chế tác, trong nhà máy của bọn em thì lúc nào cũng dự trữ rất là nhiều những cái phôi đá nguyên liệu khác nhau để mình có thể chủ động được về cái nguồn nguyên liệu. Tại vì như em đã nói ở trong rất là nhiều những cái video ấy, một cái công trình lăng mộ đá hay một cái công trình đá mỹ nghệ nó chỉ thực sự có chất lượng khi mà nó được làm trên những cái nguyên liệu đá tốt, thì nó mới đảm bảo được cái chất lượng của công trình. Chứ còn nếu như mà cái sản phẩm đó mà làm trên một cái nguyên liệu đá nó không tốt, nó không đảm bảo được cái độ chắc chắn của viên đá, thì cái sản phẩm đó nó cũng không có giá trị lắm. Tại vì là ngay từ ban đầu là cái nguyên liệu nó đã kém rồi. Thế nên là có làm gì thì làm nó cũng không thể tốt được. Đấy, thì nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến các cái sản phẩm lăng mộ đá ấy, hoặc các cái sản phẩm đá mỹ nghệ nói chung, thì quý vị và các bạn có thể về với đại Đá Mỹ Nghệ Anh Quân ở Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình. Thì ở đây các bác sẽ xem được nhiều hơn, và em sẽ trực tiếp ngồi tư vấn giúp quý vị và các bạn để làm sao mình lựa chọn được những cái sản phẩm nó tốt nhất, chất lượng nhất. Và các bác cũng có thể điện thoại cho em theo cái số điện thoại ở trên màn hình ấy. Và các bác nào mà chưa đăng ký kênh của Đá Mỹ Nghệ Anh Quân thì các bác hãy ấn nút đăng ký kênh đi nhá, để các bác có thể xem được nhiều video hơn. Và các thông qua những video đó các bác sẽ có thêm những kinh nghiệm để mình làm những cái công trình lăng mộ đá nó chất lượng hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.